Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Hôm Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo chia sẻ những hình ảnh về trang trí Noel cũng như là cái phố mà bán đồ Noel ở Sài Gòn. Thì ngay lúc này mình đang có mặt trên con đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5. Và nơi đây là một cái phố mà chuyên bán tất cả những các cái phụ kiện, phụ liệu để trang trí Noel như là những cái cây thông, đèn mắt trâu, mũ nón ông già Noel. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì xin mời quý cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi tham quan những cái cửa hàng bán đồ trang trí Noel ở đây. Mình thấy là những cái giải kim tuyến màu xanh, màu bạc, màu bạch kim, rồi những cái hình ông già Noel, những cái đèn mắt trâu, những cái chuông, rất nhiều được trưng bày để phục vụ của du khách trang trí cho cửa hàng, cửa hiệu, những cái bông tuyết cắt bằng xốp này. Đây thì cũng có những cái người mà đậu xe không đúng nơi quy định đang được lực lượng chức năng xử lý. Những cái cây thông những cái cây thông Noel, rồi các cái mẫu hoa để trưng Tết. Đây, những cái cây thông Noel các bạn nhìn này. Bây giờ người ta trang trí là có thêm cả những cái quả thông thật nhé. Lấy những cái quả thông này sau đó sơn vào. Rồi nhìn bây giờ trông nó có vẻ nó đẹp hơn so với những các cái mẫu cây thông của năm trước. Rồi những cái vòng nguyệt quế. Ông già Noel đang thổi kèn. Những cái mẫu cây thông mà có vừa xanh vừa trắng tượng trưng cho những cái bông tuyết. Khá nhiều màu, nhiều mẫu. Đây bắt đầu thấy có tiệm bán cả mai vàng luôn rồi các bạn này. Rồi những cái bờm để cài lên trên tóc, rồi những cái chiếc đèn lồng, bánh pháo. Rất nhiều các cái mẫu đẹp. Xin chào. Trong là rất nhiều các cái đèn mắt trâu. Bên này còn có những cái bông, bên này còn có những cái bông màu đỏ này, bên cạnh những cái cây thông màu xanh nhìn cũng khá là lạ mắt. Đây, một số bạn đi mua
trang trí Noel. Mình thấy thì có một số tiệm là đã trang trí Noel rồi, tuy nhiên thì còn khoảng một tháng nữa mới tới đấy. Nên là bây giờ cũng là mua cũng chưa có muộn. Đó. Có những cái chú hươu với đủ cái size lớn, size nhỏ. Đèn mắt trâu khá nhiều nhưng mà mình cũng chưa thấy so với cái clip mà hôm trước mình có quay ở ngoài Hà Nội đó thì chưa có những cái gì mà nó mới lạ hoàn toàn. Nhìn thì cũng khá là đơn điệu. Đây cửa hàng này cắt chữ bằng xốp này. Rồi những cái đèn vừa tắt. Đèn lồng. Phía dưới là có các cái đèn mắt trâu. Rồi những cái đồng tiền âm dương với cái chữ là vạn sự như ý, cung chúc tân xuân. Đây, cái này khá đẹp này các bạn này. Này có chữ xuân. Tết tài lộc. Cửa hàng nào cũng có khách tới tham quan mua sắm. Có cả những cái ông già Noel đang nhảy dù xuống. Tiệm này là tiệm Phượng Hoàng. Tấn tài, tấn lộc, an khang, thịnh vượng. Ông già Noel 2022. Ủa? 2023. Đấy, chó Việt Nam cũng sủa gâu gâu. Bạt nhựa Việt. Đấy, hình những cái ông già Noel leo ống khói đang chuẩn bị đi xuống nhà để trao quà cho các cháu. Hình những cái chú hươu này. Đấy, có những chú thì bị có những cái con này các bạn là cái sừng nó rớt ra thì từ từ nó sẽ cắm lại. Rồi có những cái con mà sừng nó bằng xốp cũng chưa cắm vào, để khi nào mua thì mới cắm, không có bưng ra bưng vô, mỗi người sờ mó vô thì nó sẽ bị rớt. À giờ cắm nhà quay luôn. Dạ. Khách thì ở trong tới đang mua đồ những cái dòng chữ Merry Christmas. Rồi xin chào. Rồi những cái phần quà này. Rồi ông già Noel này các bạn này. Ông già Noel này chắc là nhảy dù nhiều mệt quá. Rồi đi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ gặp giao lộ vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông cắt với đường Tống Đốc Phương. Cua biển Cà Mau. Cua biển Cà Mau, cua biển Cà Mau, cua biển Cà Mau.
bớt. Đây có lẽ thấy cái tiệm này có lẽ là mình thấy là trang trí thì hoành tráng nhất cái khu vực này. Merry Christmas. Bây giờ cỡ khoảng 16 giờ rồi các bạn, đường phố bắt đầu đông hơn một chút. Cái gì đấy rất là hồi hộp nhé. Đây, xin mời cô ba anh chị đi tiếp con đường Hải Thượng Lan Ông. Đây, những ông già tuyết rất lớn được đưa lên xe máy để chuẩn bị chở đi này. Bên này có một cái tiệm là Hưng Lợi, chuyên bán những cái câu đối phong bao lì xì, hai cái màu đỏ và vàng nhìn rực rỡ luôn. Theo như mình thấy thì một số những các cái đồ trang trí Noel ngày năm nay ở khu phố này khá đơn giản, không có nhiều những cái mẫu mới như là mọi năm. Ở Hà Nội thì mình thấy còn có những cái cây thông mà nó phun ra tuyết, người ta để xốp vào trong, nó cái mẫu nhìn khá là lạ, nhưng ở đây thì mình thấy rất là bình thường, gần như là toàn cái mẫu cũ thôi. Ở trước mặt cô chú anh chị là một cái cửa hàng chuyên bán đèn LED này. Noel nên là mọi người trang trí những cái đèn, những cái người mà bên công giáo thường họ trang trí cái đèn nhấp nháy hình ngôi sao. Xin mời cô chú anh chị ta tiếp tục di chuyển nhé. Hướng này là chúng ta sẽ đi về phía khu chợ lớn này. Đây các bạn nhìn ở phía bên trong nữa, có những cái đèn chớp tắt. Buổi tối thì gia chủ ta mới cắm cái đèn nó lên, khá đẹp. Đây, một cái tiệm này cũng bán khá đông. Ngay góc Hải Thượng Lan Ông, cắt với phố Tống Duy Tân.
bà con cô bác đang dừng lại để mua. Nhiều người bắt đầu thu gọn các cái đồ trang trí vào để tránh trời mưa. Thường là sau cái vụ Noel này thì sẽ bắt đầu tới bán các loại bông mai đào để trang trí Tết. Nhiều cửa hàng bắt đầu quay những cái tấm bạt ra để che hàng hóa của mình cho mưa không bị ướt. Đây đang là góc đường Phùng Hưng cắt với Hải Thượng Lan Ông. Phía trước mặt quý cô chú anh chị kia đang là ngôi chùa Ông Bổn này. Ở kế chùa Ông Bổn đó là trường Trần Bội Cơ, một ngôi trường cũng của người Hoa ở Sài Gòn. Giờ này thì bà con mình đi làm về nên chúng ta nhìn thấy đường phố cũng khá là đông đúc, nhưng mà một cái điểm nữa là ở đây có hai cái ngôi chợ, một là chợ Kim Biên, hai là chợ lớn, nó cũng thu hút một số lượng lớn những người đi tới đây để buôn bán rồi giao hàng, để mua hàng gửi về các tỉnh. Bây giờ mình sẽ đi bộ vào phố Phùng Hưng này. Rồi, chữ 2023 này. Dạ. Cây thông Noel nhìn rất là đẹp nhé. Cả những cái cây mai vàng rồi. Đây đang là góc đường Hải Thượng Lan Ông cắt với đường Phùng Hưng. Cửa hàng này chuyên bán thiệp cưới, sinh nhật, bao thư, lì xì Tết, ống bắn lễ hội, rất nhiều mẫu. Mẫu trang trí đám cưới, phong bao lì xì. Chữ lộc, chữ tài. Có những người mua với cái số lượng rất là lớn luôn, mua về để bán lại. À, bán cái gì ấy, bà? Món cá. Món gì bà? Cà. Cà ớt khổ qua. À. Bà chỉ có một cái song rồi có cái quai để bà xách đi. Cà ớt khổ qua.
ở đây block lịch này. Năm nay năm con mèo, năm tới con mèo ấy à, đó, hình chú mèo này. Mèo ngoắc tài ngoắc tiền. Rồi văn phòng phẩm. Ông già Noel leo ống khói xuống dưới. Rồi, xin giới thiệu thêm với các bạn đó là dãy bên này đó là chuyên làm chìa khóa. Để mình hỏi. Rồi, xin mời cô bác anh chị tiếp tục di chuyển trên cái phố Phùng Hưng này. Khúc này thì chuyên bán văn phòng phẩm. Rồi đấy thì mình có hỏi anh thợ khóa là về cái khóa từ để đi thang máy. Nếu mà chúng ta có thẻ, có một cái thẻ thang máy thì chúng ta có thể làm một cái khóa làm cái khóa từ để không có phải mang theo cái thẻ treo vào cái chùm chìa khóa đó các bạn. Văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh xỉ lẻ. Khu này bán văn phòng phẩm rất là nhiều nhé. Ở đây thì thường là chỉ bán xỉ, chúng ta mua lẻ thì cũng được, nhưng mà mình nghĩ là cái số lượng mua xỉ đó thì nhiều hơn, vì đa số là bà con cô bác bán với cái số lượng lớn. Còn chúng ta mua lẻ thì cũng người ta cũng vẫn bán thôi, nhưng mà có lẽ giá nó cũng không rẻ hơn được bao nhiêu. Rồi chúng ta lại quay trở lại con đường Phùng Hưng. Khúc này là giao lộ Phùng Hưng cắt với Trần Hưng Đạo. Tấn Dương sẽ đi về phía giao lộ Trần Hưng Đạo cắt với Tống Đốc Phương nhé. Ngày hôm nay thì xin mời cô bác anh chị chúng ta chỉ loanh quanh ở quận 5 Sài Gòn mà thôi. Có thời gian thì Tấn Dương sẽ tiếp tục quay ở những các cái khu vực khác. Rột thì xuống cấp, tường thì rêu phong. Bán gỏi cuốn, bán bò bía. Đây đang là đường Trần Hưng Đạo B thuộc phường 14 quận 5.
các cái mẫu lịch năm 2023, lịch sách lịch của Hồng Kông. Đây những cái mẫu lịch Hồng Kông này, có hình cô gái rồi cái xe hơi. Đấy, các bạn không cần qua Hồng Kông mà tới đây mua cũng được, có luôn. Tuấn Dương. Lịch năm nay bán được không chị? Mấy lịch này là của Hồng Kông à? Là mình phải mua từ Hồng Kông về hay Việt Nam in? À bên đó gửi về. Dạ. À mình đặt từ bên đó luôn. Hèn chi đẹp quá trời luôn này. Đây cô bác không cần qua Hồng Kông đâu nhá. Bên hông Chợ Lớn là có luôn. Cái cô này tên là gì ấy chị? Không biết tên nữa. Chị ấy, còn mấy cái sách này là sách gì đấy? Cũng của Hồng Kông à? Dạ. Lịch. À lịch với sách luôn. Tức là bà con cái này thì thường là người Hoa mình mới mua đúng không chị? Vâng. Rồi em cảm ơn. Những cái lịch blog của lớn này. Thế chị bán hàng cũng biết Tuấn Dương, chị nói là chị vừa mới coi cái kênh của mình xong thì lại vô tình lại gặp mình luôn. Đây những cái mẫu lịch con mèo này. Chữ Phúc. Nhìn đẹp quá. Lịch năm mới. Đây, những cái chùm lồng đèn này các bạn nhìn này, treo ở trong nhà này, nhìn quá đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi băng qua con đường Tống Đốc Phương để chúng ta đi qua Trần Hưng Đạo. Đây có một bác xe ôm này. Đó. Nằm luôn trên cái chiếc xe và bác ấy ngủ. Đường nhé. Đây, tiệm Tân Kim Phát chuyên bán các cái đèn trang trí đám cưới sinh nhật, đèn lễ Phật đản, đèn Hội An, đèn Tết, hoa kết cổng. Ở khúc này thì các bác cái bán giày dép này, các cái mẫu dép kéo cái chỉ kéo một cái giá từ trong nhà ra đó, là trang trí được rất là nhiều. Bên trong này có một cái hẻm rất là nhỏ. Chúng ta đi tiếp. Hướng này là chúng ta đi về phía Bưu điện quận 5 đó các bạn.
mời của ba anh chị chúng ta đi về phía phố Lương Nhữ Học. Bánh mì gà 10.000 một ổ, bánh bao, cà phê. Đây đang là đường Trần Hưng Đạo B. Cái khúc này của đường Trần Hưng Đạo thì tổ chức giao thông theo cái hướng là một chiều. Đây có các cái tiệm bán cá. Đó. Tiệm bán cá Việt Sinh. Kiểng, đây là cái phố cá kiểng rất đẹp ở Sài Gòn, nhiều loại lắm. Đây, phía bên trong, phía bên dưới nữa này các bạn này, cá vàng. Giờ cao điểm các bạn thấy các phương tiện đi cứ lao như tên bắn ấy. Rồi do bên trong này thì chúng ta mua các loại rong rêu, thủy sinh, các loại thức ăn cho cá. Đó. Những loại cây thủy sinh, cá trọi. Đó. Các loại cá trọi. Nguyên con phố này thì chuyên bán những các cái loại rong rêu, thủy sinh. Và thẳng cái hướng này các bạn là chúng ta cũng sẽ đi ra được tới đường Hải Thượng Lan Ông. Bên này là nhà hàng Ái Huê, một nhà hàng cũng rất là nổi tiếng. Rồi, mình sẽ tranh thủ băng qua đường. Bên đây thì các cái tiệm chuyên bán Khánh Vàng, Thanh Phong, Năm Kết. Các loại khánh mà chữ hoa rồi được mạ vàng. Tiệm khánh kim ngọc. Rồi ra tới đây thì chúng ta gặp đường Lương Nhữ Học. Lương Nhữ Học thì là con đường một chiều. Cái khúc này là đường một chiều. Ở phía bên tay phải là các bạn cái phố Phú Hữu đó, thì vào những cái dịp trung thu đó là nơi đây thường hay bán lồng đèn. Cũng có một số nhà thì sản xuất đầu rồng rồi những cái trống. Khu phố này thì đi thêm chút xíu thì chúng ta sẽ gặp con đường Nguyễn Án. Khu này cũng có một số các cái cửa hàng mà chuyên bán về thuốc nam.
dược liệu. Đây, tiệm Xanh Ký chuyên bán lẻ các cái loại bột. Rồi Phúc Nam. Vào những cái dịp Tết Trung Thu đó là đã trang trí rất đẹp, lồng đèn Vĩnh Tín. Đã may áo cho bà. Rồi, các cái tiệm thuốc Tây, xin lỗi, thuốc Nam, y học cổ truyền Đông Phương, các mặt hàng thành phẩm thuốc đông dược nội ngoại nhập. Đây, hướng này thì chúng ta sẽ đi về giao lộ Nguyễn Trãi cắt với Lương Nhữ Học. Còn theo hướng này, này mình sẽ đi vào đường Nguyễn Trãi nhé. Về Tốt Bình thì 10k cộng. Ăn vặt mì cay dì ba. Mì cay dì ba, kem, xiên que các loại. Tới đây là tiệm bánh Long Phúc. Tiệm này thì vào cái dịp Trung Thu rồi cũng có khá nhiều những cái loại bánh ngon. Còn bây giờ ở đây thì chuyên bán bánh pía. Trà tắc, trà đào, trà vải, trà dâu, sâm dứa, chanh dây, cam vắt, tắc ép, sữa đậu nành, cà phê, rau má. Cửa hàng bán đồ thời trang. Một tiệm tinh hoa. Cái đèn này là đèn giống như là đèn chống quân. Đây là góc đường Nguyễn Án cắt với đường Nguyễn Trãi này các bạn. Vào phải này thì có một cái tiệm phở bò Phiêu Ký, cũng tồn tại khá là nhiều năm rồi. Ở tới đây thì cô bác anh chị sẽ thấy là các phụ huynh dừng để đón con em của mình học với trường Mạch Kiếm Hùng. Học ở trong nó sẽ đi ra, các phụ huynh sẽ đón về trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng. Trà sữa phô mai 707 Nguyễn Trãi. Đây, hồi nãy ở bên kia đó các bạn, là chúng ta cũng thấy chùa Quan Âm đó, thì cũng có một cái khu để phóng sanh. Mà đây cũng vậy. Nhưng mà cái khu này thì khóa cửa rồi. Đây là chỗ này các bạn nhìn này, đây là miếu Thiên Hậu phóng sanh cá, xin liên hệ bảo vệ. Đó, thì cá là chúng ta thả vô trong, chúng ta phải làm những cái rào này đó để cho bà con cô bác mình không có vứt cá từ ngoài vào, làm cái lưới này. Lưới rất cao nhé. Ở đây có thấy bác ấy bán món bánh hẹ, khoai môn củ sắn này. Món bánh hẹ này là món của người Hoa. Còn mấy viên ăn không? Lẽ không mua ra mấy viên ăn luôn nha. Dạ. Ra mấy viên luôn nha. Không tiền nha. À, lóc được là bác lóc được.
bác công an đang đứng để thôi cho mình về đi qua đường thôi. Đang đèn xanh các bạn ạ, cái khúc này thì cũng đông người qua lại, vì đặc biệt là còn có cái trường học. Đây là mình sẽ đi vào con đường Triệu Quang Phục. Khúc này còn có một cái chỗ hình như là mình thấy là có một cái hội quán của người Hoa chuyên dạy tiếng Hoa. Đây là các bạn. Ban bảo trợ văn học nghệ thuật người Hoa. Rồi, tới đây là các cái chi hội hoa văn, chi hội thơ cổ, chi hội tư pháp, chi hội nhiếp ảnh nghệ thuật, chi hội văn nghệ, ban biên tập tạp chí văn học nghệ thuật Việt Hoa. Ở phía đối diện là Hoa Văn Việt Trung, công ty giáo dục chuyên về giáo dục luôn. Có lẽ cái video clip này cũng khá dài. Mình xin tạm dừng clip này tại đây để đi về, hẹn gặp các cô chú anh chị trong những clip kế tiếp. Một lần nữa thì xin chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu đây là lần đầu tiên theo dõi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì cô bác anh chị hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để xem nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Coffee shop. Sinh chuẩn bị đi học về. Thường là sẽ cấm đường đó để đó. À, các vị phụ huynh đón con em của mình đi học về, đi bằng xe gắn máy thì nha các bạn. Trường tiểu học Minh Đạo, học sinh đi học về như ong vỡ tổ. Đây các bạn, học sinh cũng được cha mẹ cho tiền mua những cái món ăn vặt. Đấy. Rất là vui, rất hớn hở. Thích ăn bánh kẹo gì thì mua. Đó. Đấy, các cháu xếp hàng, ngồi xếp hàng bên ngoài chờ ba mẹ đón về.
các vị phụ huynh cũng đậu xe rất là ngăn nắp, đậu vào sát lề đường và chừa cái lối đi ở giữa. Còn cái lúc mà các cháu đi học về đó thì sẽ có các bác dân phòng có cái rào chắn để ngăn không có cho xe hơi đi vô, chỉ xe gắn máy vào đón con là được thôi. Còn nếu xe hơi thì phải đậu ở phía bên ngoài.